Mình chào các bạn, Hiếu đang đứng cạnh chiếc Mac GLS 450 đời mới nhất luôn các bạn nha, 2023 mới ken xì beng luôn, nhưng mà vẫn có một cái hạn chế về cái ghế băng 2, tức là độ ngã của nó không nhiều. Và bây giờ Hiếu cùng với các bạn chúng ta tìm một cái giải pháp để xử lý cho cái băng 2 nó như thế nào để chúng ta có thể là linh hoạt hơn, và như vậy là chúng ta không còn được chỉnh ngã nữa nha bạn nha. Cái độ ngã của cái dựa lưng như thế này là hết cỡ rồi, chúng ta không còn ngã nữa được. Rồi, và các bạn thấy ở phía sau dựa lưng, nếu chúng ta chỉnh tới thì nó sẽ ở phía sau nó sẽ có một cái khoảng trống rất là nhiều. Đó, đúng rồi, nó chính xác nó khoảng là 11 phân đó các bạn nha. Và bây giờ cái nhiệm vụ của Hiếu nghiên cứu cho anh chủ xe này á, làm sao là cải thiện được cái độ ngã này, cái dựa lưng này á, là nó phải ngã thêm nữa, đụng cái mí vách như thế này. Và bây giờ Hiếu sẽ cùng các kỹ sư của Hiếu nghiên cứu và thực hiện trên chiếc xe này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi Hiếu hoàn thành gói độ này các bạn nha. A few moments later. Và đây, xong rồi các bạn, Hiếu độ xong rồi. Các bạn thấy không, độ nghiêng ngã nó thấy đã không, thấy dữ dội không? Nó bây giờ thì có thể là mình ngã nghiêng mình nằm thoải mái rồi các bạn nha, mà không sợ bị mệt mỏi nữa nha. Đó, rất là sướng nè. Và bây giờ mình bước ra phía sau coi coi nó đụng ở cái vách chưa các bạn nha. Ồ, các bạn thấy không, nó bây giờ thì hai cái dựa lưng của hai cái ghế nó đã sát bên cái mí vách rồi các bạn nha. Nó đã chưa. Và một điều đặc biệt mà Hiếu muốn chia sẻ với các bạn, đó là trên cái ghế xe mẹt, mấy là cái câu chuyện mình để nói các bạn nha. Một cái dòng xe cao cấp như thế này, nó đã được lập trình tất cả những cái hệ thống, những cái quy trình, cái lập trình của trên cái ghế nó đã set up sẵn hết rồi. Mà chúng ta độ, chúng ta can thiệp vào như vậy mà vẫn đảm bảo là cái ghế vẫn ok, vẫn sử dụng tất cả những cái tính năng mà không bị lỗi, không bị gì hết, thì quả là Hiếu đã có nhiều kinh nghiệm về vấn đề độ này, cộng với những cái thiết bị máy móc của Hiếu nữa để mà can thiệp vào cái hộp tổng của nó để không có xảy ra lỗi gì các bạn ha. Thì quả là cũng là một vấn đề mà Hiếu rất là lo lắng trước khi làm, nhưng mà sau khi làm Hiếu đã xử lý được hết cái như vậy. Thì cũng nhắn nhủ đến quý khách hàng chúng ta đang đi những dòng xe này, thì Hiếu tự tin là Hiếu đã xử lý rất là ngon lành các bạn nha. Và Hiếu thử cái chức năng zin để cho các bạn xem coi nó có bị ảnh hưởng gì hoặc thay đổi gì không các bạn nha. Đây là chúng ta vẫn sử dụng cái bộ công tắc zin của nó trên cánh cửa hết các bạn nha. Đó, nó không có ảnh hưởng gì cả. Và tính năng cho cái ghế nó chuyển ở chế độ may bách các bạn xem. Đó, bấm vẫn một chạm bình thường các bạn ha, để cho cái ghế nó đưa lên. Và nếu mà chúng ta muốn dừng nó thì chúng ta là dừng nó lại và chúng ta bấm xuống. Cái này thì nó là phải vịn ha, lên thì một chạm đó không. Và bây giờ chúng ta sử dụng cái tính năng này nó để trượt cái ghế về phía sau đó. Đó, và chúng ta nghiêng đó các bạn thấy không. Và quý khách hàng nào chúng ta đang đi dòng xe tương tự như vậy mà muốn tăng ngã thêm như vậy thì hãy liên hệ để Hiếu nha. Và số hotline 1800 9254 các bạn nha.